Chào các bạn, nay Jonathan review cho các bạn một cái mẫu quần jean mới về nha. Đây thì mình review thì full box luôn, tức là có cả hộp và túi giấy. Tất cả những cái sản phẩm của bên Jonathan bán thì đều như thế này nha, tức là đều full box hết. Đấy, cái hộp cũng rất là đẹp, cứng cáp này, các bạn có thể dùng hoặc không. Nếu mà dùng để tặng quà nó cũng rất là ok đấy. Đấy, cái sản phẩm mình review như mình quay như thế nào thì các bạn nhận được nó là như thế luôn nha. Nó là như thế luôn. Hiện tại thì bên mình về cũng rất là nhiều mẫu, có mẫu màu xanh này, màu đen này. Ngoài ra thì còn có một số cái mẫu khác nữa. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì có thể xem ở trong fanpage của bên mình hoặc website nha. Thì bên mình có up lên cũng khá là nhiều mẫu đấy. Cái mẫu này thì là như các bạn thấy rồi, là mẫu màu đen, xước nhẹ, quát nhẹ. Cũng khá là đơn giản nhưng mà nó cũng nghịch, khá là nghịch đấy. Form mình giới thiệu qua một chút. Cái form thường thì là anh em mua quần thì cũng hỏi về cái này là rất là nhiều. Thì là cái form này mình cũng nói luôn là cái form này là gần như là form chuẩn của hàng hiệu nhá, hàng hiệu. Tức là cái form này sẽ dành cho các bạn từ 25 đến 35 tuổi mặc, thì nó ống nó không bị ôm quá. Mình thấy là những cái bạn trẻ khoảng 20, 22 thì hay mặc ống côn. Còn cái quần này không phải ống côn nha. Nó co giãn nhẹ này thì mặc nó cũng rất thoải mái. Ống thì nó nằm giữa skinny và slim. Thì mình thấy hàng hiệu là làm những cái form đấy y hệt. Đấy. Form này thì anh em mặc thì là ok rồi, còn không nên mặc form ôm, cũng không nên mặc form rộng quá. Rồi chất liệu vải này thì là vải tốt nha, vải tốt. Mình cầm cái vải này sờ nó cũng rất là mướt này, rất là mướt. Và thứ hai mình cũng chia sẻ thêm là cái công nghệ quát lên cái quần này, quát có nghĩa là làm đến cái màu quần này ấy. Và những cái điểm này thì là ở đây thì đương nhiên một cái quần thì nếu mà tốt thì nó phải có hai bước, đấy là quát khô và quát ướt. Thì bên mình làm theo cái đấy và làm cái công nghệ nó khá là chuẩn nha. Cho nên là khi mà nó lên cái form này, các bạn giặt thì nó không bị co lại nữa, là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mà giặt thì nó cũng không bị ra màu. Cái đấy là cái rất quan trọng nha. Nhiều bạn mua con bò về là giặt là nó bị co lại, là size thành size nhỏ hơn. Và thứ hai là khi mà giặt thì ra màu rất là nhiều. Nhưng cái này thì là bên mình làm công nghệ tốt cho nên đảm bảo giặt là không bị ra màu nha. Cái đấy là một trong những cái ưu điểm của cái quần bên mình. Đấy. Đây là mặt sau này. Cái form này về mới về thì cũng có mấy anh em khách quen là xúc rồi. Thì hôm nay rảnh thì mới có thời gian để làm clip tiếp. Đấy, đây là cái mác da nha, mác da. Da thật 100%. Còn không phải si, si thì các bạn giặt nhiều nó sẽ bị bóc. Còn cái này đảm bảo là da thật, các bạn không bị bóc này. Đấy. Các bạn để ý là tất cả những cái quần mình bán thì đều có video clip để review nha. Các bạn mua hai quần trở lên thì đương nhiên là bên mình sẽ có một cái chính sách giá tốt cho các bạn nha. Đấy. Rồi mình giới thiệu qua một chút mẫu màu xanh. Màu xanh này mình cũng đã làm clip rồi thì các bạn có thể xem, bên mình khá là nhiều mẫu. Mẫu màu xanh cũng là một trong những mẫu đẹp. Đấy. Hàng thì có full box như này, túi giấy, hộp và mình ship hàng đến tận nơi và nhận hàng rồi mới thanh toán nha, cho nên anh em yên tâm. Rồi, cảm ơn đã xem clip của shop.